Xin chào các bạn, tôi là Thắng, là chuyên gia đào tạo kỹ thuật của Tổng Công ty Dược và Mỹ phẩm MP1. Hôm nay tôi xin chia sẻ một phương pháp về điều trị nám mảng bằng phương pháp thủy kim trị nám. Như các bạn đã biết, nám mảng hình thành do sự thay đổi nội tiết tố của phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sau khi sinh. Thứ hai là do sự thay đổi của tuổi tác. Thứ ba là do lối sống, sinh hoạt. Thứ tư nữa là do sử dụng mỹ phẩm không đúng cách, không rõ xuất xứ, nguồn gốc, gây nên tình trạng nám mảng và tăng tích tụ độc tố ở dưới da. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào phương pháp thủy kim trị nám điều trị nám mảng. Sau đây chúng ta sẽ đi vào quy trình điều trị nám mảng bằng phương pháp thủy kim trị nám. Bước 1, chúng ta sẽ làm sạch mặt cho khách. Bước 2, chúng ta sẽ ủ tê vàng Hàn Quốc trong vòng 20 phút rồi lau tơi đi. Nếu mà bệnh nhân nám mảng rất là nhiều thì chúng ta phải ủ tê cho khách, bởi vì như nếu chúng ta không ủ tê thì khách sẽ không chịu được. Bước 3, ở đây chúng ta có một cái lọ hút chân nám. Chúng ta sẽ sử dụng lọ này để chấm lên những vùng có nám mảng. Chúng ta sẽ chấm thật kỹ. Ở đây là một nhẫn đựng mực phun xăm. Chúng ta sẽ đeo vào ngón tay để đựng thuốc của lọ hút nám chân. Chúng ta sẽ đeo vào trước và lấy thuốc, tiếp tục bắt đầu lấy thuốc. Chúng ta sẽ rút ở lọ nám chân ra một lượng thuốc vừa đủ. Sau đó sẽ bơm ra nhẫn đựng mực. Và chúng ta có một cái bút thủy tinh để chấm lấy thuốc chấm. Chúng ta sẽ lấy một lượng thuốc vừa đủ, gạt đều ra để tránh tình trạng thuốc bị tràn ra mặt. Chấm vào những vùng có nám mảng, căng da mặt lên, chúng ta căng da mặt lên và chấm vào những vùng có nám mảng, chấm thật sâu xuống. Yêu cầu kỹ thuật là khi nào chúng ta thấy sủi bọt trắng là chúng ta đã chấm đúng kỹ thuật. Chúng ta sẽ chấm đúng hết những cái vùng mà có nám mảng, không chấm dư thừa ra ngoài các bạn nhé. Chúng ta sẽ chấm những cái vùng có nám mảng, chấm theo lần lượt thứ tự. Sau khi đã chấm xong thì chúng ta sẽ sử dụng tinh thể băng để bôi cho khách, để khách đỡ rát. Bôi gạt với một lượng thuốc vừa đủ này. Gạt đều từ dưới lên trên. Bôi gạt đều tất cả những vùng mà chúng ta đã chấm lọ hút chân nám. Và sau 5 tiếng thì chúng ta sẽ cho khách bôi chai số 1, chai điều trị enzyme số 01. Ngày 3 lần, sáng, trưa, tối, chúng ta sẽ bôi đều toàn mặt để mặt đẹp hơn nhé. Trong thời gian bôi chai số 1 thì chúng ta dặn khách không được rửa mặt này. Kiêng những đồ như là hải sản này, thịt đỏ như là thịt trâu, thịt bò, thịt dê, thịt chó, đồ uống có màu như là cà phê, nước tương, xì dầu. Và trong thời gian bôi chai điều trị thì chúng ta không được cho khách gãi hoặc là cậy những cái nốt bong, bởi vì cậy bong như vậy thì chúng ta sẽ bị gây nên tình trạng là tăng sắc tố. Sau đó sau khi mặt đã bong đẹp thì chúng ta sẽ có hai chai dưỡng là chai enzyme 03 và chai collagen, hay còn gọi là chai 04. Chúng ta sẽ có hai chai này trước, hai chai này bôi để dưỡng. Chúng ta sẽ bôi chai 03 trước, sau đó đến chai 04. Và có một tuýp kem nữa là tuýp kem tái sinh để hỗ trợ cho việc mặt phục hồi nhanh hơn. Chúng ta cũng bôi đều ngày 3 lần nhé. Đây là bài điều trị nám mảng bằng phương pháp thủy kim trị nám. Chúc các bạn thành công.